con điện thoại mới thì tranh thủ làm hướng dẫn ly khai cho anh em để mà thử xem nó có ngon hơn cái điện thoại cũ không. Đó thì gần đây thì có nhiều anh em góp ý với mình là mấy cái hướng dẫn ly khai của mình nó không có được khó quá, kiểu như là anh em tập nó không có được phê phê tê tê, nó không có đã. Thì thực ra mấy cái hướng dẫn trên kênh của mình nói cả những cái mà mình ghi chữ là khó, super khó các thứ, thì thực ra nó cũng chỉ dừng lại ở mức là dành cho mấy bạn mà chơi từ 1-2 năm đổ xuống thôi, chứ không phải thực sự là một cái link key nó quá khó đâu đó. Bởi vì hướng dẫn link key nếu mà căng quá thì nó có rất là nhiều vấn đề nó phát sinh ra. Thứ nhất đó là nó không có thu hút được view, thì mình có để ý là mấy cái clip nó hơi khó một chút của mình là thường là view nó rất là thấp, like nó cũng rất là thấp, cho nên là thường là mình tập trung hướng dẫn mấy cái dễ dành cho mấy bạn mà mới chơi thì mấy bạn sẽ dễ tiếp cận những cái link key đó hơn. Thứ hai đó là mình không có nhớ được cái mà mình dạy, tại vì những cái link key nó quá phức tạp thì cái đầu mình vừa phải nói mà vừa phải nhớ cái link key nó trông như nào thì nó thực sự là nó rất là căng thẳng. Hướng dẫn mấy cái link key dễ như kia mình cũng lộn tới lộn lui, cũng quay lại nhiều lần, chứ không phải là cứ lên nói là mình nhớ như in rồi mình nói ra, không phải vậy, thì cũng quay đi quay lại đó. Cho nên là hướng dẫn link key khó thì nó cũng có nhiều bất cập, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình đẩy cái độ khó lên từ từ, thì mấy bạn cứ mạnh dạn góp ý với mình ở dưới comment thì mình sẽ tăng cái độ khó lên. Nếu mà các bạn cảm thấy mà nó căng quá, nó không có phù hợp nữa thì mình sẽ giảm lại theo ý mấy bạn. Ok, và cái link key hôm nay nó sẽ có dạng như sau. Đồ, lên đây mới thấy được cái grip nó vàng vậy. Đó. Đầu tiên các bạn sẽ làm một cái trick, đó là gọi là gì? Shim back. Nó tên đầy đủ của nó là Symmetrical Back Around. Đó, nhưng mà mình không có dạy tiếng Anh cho nên là cái này mình sẽ để link ở phần mô tả clip, thì các bạn có thể kéo xuống để mà xem. Đó, thì cái trick nó sẽ trông như này. Đó, các bạn sẽ đẩy, các bạn sẽ chạc cái ngón út như này, sau đó các bạn sẽ cho nó rời hẳn ra ngoài luôn, nó lăn qua cái ngón út và nó kẹp vô cái khe này. Đó, nó kẹp vô đây, nó gọi là shim back, nó sẽ như này. Nhưng mà lần này các bạn sẽ làm nó khó hơn, tức là các bạn sẽ để tay ngửa và các bạn sẽ làm như này. Đó, cái này nó hơi căng thẳng thì các bạn cố gắng để mà tập, tại vì cái link này không phải là một cái link dễ. Đó, nó sẽ đi như này. Đó, sau đó các bạn tới đây thì các bạn sẽ pass nó lên đây. Cái này thì nó cũng đơn giản thôi, pass chiếc cơ bản bình thường lên đây. Thì cái này mình sẽ không hướng dẫn lại, tại vì đây là một cái link, không phải là một cái link cho mấy bạn mà mới chơi 1-2 ngày, cho nên là mình sẽ hướng dẫn luôn. Đó, thì các bạn có thể copy theo mình, hoặc là các bạn có thể đi tìm cái chiếc cụ thể từng cái các bạn tập, rất là tùy. Đó, các bạn sẽ pass nó lên đây, từ ngón này các bạn sẽ di nó lên đây. Đó, sau khi lên đây các bạn sẽ co cái ngón này lại, đó, và kẹp cái bút qua bằng hai ngón này, ngón trỏ với lại ngón út sẽ kẹp lại, rút cái ngón áp út xuống, đó, kẹp lại bằng hai ngón này. Cái này thì đối với mấy bạn mà tay chưa có dẻo thì nó sẽ hơi căng thẳng chút, đó, tại vì nó sẽ hơi đau, tại vì hai cái ngón này nó chạm vào nhau, thì có một số bạn tay ngắn thì không có khó để có thể làm được, nhất là mấy bạn mà hơi béo béo tí, đó, thì nó sẽ đi như này. Sau khi mà kẹp lại như này, các bạn sẽ úp cái bàn tay bạn xuống và đẩy lên trên này, đó, đẩy lên trên ngón trỏ với lại ngón giữa như này, đó, kẹp cái út lại bằng hai ngón này, từ đầu nó sẽ đi như này, tức là chúng ta sẽ shim back qua đây, sau đó cho nó lên đây, kẹp lại và di nó lên đây như này, sau đó chúng ta sẽ shadow, nhưng mà chúng ta sẽ kẹp bằng hai ngón này lại liền, chứ không có kiểu như là shadow cho nó quay trên đây rồi bắt lại như là nguyên một cái chiếc xe đo, mà chúng ta chỉ lấy cái phần đầu thôi, tức là đẩy nó qua đây như này. Đó, các bạn quan sát cho nó kỹ, đẩy nó qua đây như này. Sau khi mà qua đây thì các bạn lưu ý là nhìn kỹ cái tay của mình, đó, cái phần trên nó sẽ dài hơn cái phần dưới đó. Nếu mà các bạn như vậy là sai, các bạn phải cố gắng quan sát kỹ lại, cái phần trên nó phải dài hơn như này mới là đúng. Sau đó các bạn sẽ dùng cái ngón cái các bạn bấm vào cái phần này, bấm vào cho cái phần trên nó ngã về phía cơ thể của các bạn như này. Đó, bấm vào và thả cái ngón này gọi là ngón trỏ, thả ngón trỏ ra thì nó sẽ được cái dạng như này. Đó, nó sẽ ngược lại, dòng ngón cái ngược lại, và các bạn sẽ chụp bằng ngón giữa với lại ngón cái.
Sau đó các bạn sẽ đưa cái bút qua đây. Đó, mình sẽ cố gắng làm chậm để các bạn có thể theo dõi được. Đưa cái bút qua đây. Từ bên này các bạn sẽ đưa qua đây. Đưa lên đây, pass lên đây. Đây là một chiếc cơ bản, các bạn pass lên đây. Sau đó các bạn back around qua toàn bộ những cái chiếc này mình sẽ để cái phần mô tả clip mình. Đó thì toàn bộ cái link khay nó sẽ trông như này. Đó toàn bộ cái link khay nó sẽ trông như này. Đó. Và lên combo nó sẽ trông như này. Đó các bạn sẽ đẩy lại, các bạn sẽ quay một cái gì đó thay vì các bạn back qua luôn, bạn sẽ quay một cái gì đó và các bạn kết thúc combo. Đó, ok thì video đến đây là kết thúc và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu mà thấy hay thì có thể like, share và subscribe channel của mình để mà ủng hộ mình và theo dõi những cái video sắp tới mình sẽ đăng lên. Ok, cảm ơn các bạn đã xem.